Chào các bạn, Theoral phản xạ là một tầm cao mới của việc nạp ngôn ngữ. Theoral phản xạ của Hello Chào là dùng giọng nói của mình để phản xạ câu tiếng Anh trong vòng 7 giây sau khi nhìn thấy câu tiếng Việt. Để được cấp chứng chỉ thì người học phải phản xạ tổng số lượng câu của 90 ngày học tương ứng với quý tham dự kỳ thi. Kỳ thi quý 1 và quý 2 mỗi quý là 360 câu và quý 3 và quý 4 mỗi quý là 450 câu. Nhưng vì sao gọi là thi oral phản xạ? Nguyên tắc của ngôn ngữ là không nhớ thì không thể nghe hoặc nói. Mà nghe đã không hiểu, nói mà không nhớ thì làm sao có thể suy luận được. Ai cũng nghĩ rằng mình cần đi thực tập nói mới có thể nói được. Nhưng không nhớ chút gì trong đầu hoặc tệ hơn là không thuộc chút gì trong đầu thì đi thực tập cũng vô nghĩa mà thôi. Chính vì thế, chương trình luyện và thi oral phản xạ của Hello Chào là nhằm đề ra một mục tiêu cho học viên đạt một tầm cao mới trong việc học ngôn ngữ. Thuộc mọi câu từ và có thể phản xạ từng câu và tất cả mọi câu trong vòng dưới 7 giây. Kỳ thi oral phản xạ còn mang một ý nghĩa nữa là kiểm tra phát âm của người học. Nếu người học không chú ý luyện phát âm để phát đúng âm bản xứ, thì không có cách gì vượt qua kỳ thi để nhận chứng chỉ được. Phát âm là một khả năng quan trọng trong ngôn ngữ để quyết định khả năng nghe và nói của người học. Chương trình này nhằm đóng vai trò thẩm định khả năng đó. Việc thi oral phản xạ này không bắt buộc, nhưng nếu bất kỳ học viên nào thi đậu một kỳ thi quý trong 4 kỳ thi quý sẽ được cấp chứng chỉ tương đương. Có 4 loại chứng chỉ. Một là chứng chỉ Presenters được cấp cho những người thi đậu quý 1. Khi thi đậu kỳ thi và được cấp chứng chỉ này, người học sẽ có khả năng dùng tiếng Anh để thuyết trình và trả lời những câu hỏi của khán giả. 2 là chứng chỉ Speakers được cấp cho những người thi đậu quý 2. Học viên thi đậu kỳ thi này sẽ có khả năng nghe nói tự tin và có thể diễn thuyết những đề tài đơn giản. 3 là chứng chỉ Challengers được cấp cho những người thi đậu quý 3. Người có chứng chỉ này có khả năng tranh luận và tham gia diễn thuyết ở các đề tài mức độ sâu hơn. Và cuối cùng, 4 là chứng chỉ Orators được cấp cho những người thi đậu kỳ thi quý 4. Khi đạt chứng chỉ này, người học sẽ có khả năng hùng biện bằng tiếng Anh và có thể nói tiếng Anh ở cấp độ tự nhiên như ngôn ngữ thứ hai của mình. Công nghệ thi oral phản xạ của Hello Chào được xây dựng dựa trên công nghệ nhận dạng giọng nói của Google trên trình duyệt Chrome tiên tiến nhất hiện nay. Trí thông minh nhân tạo khác với con người là nó nhận dạng đúng âm, đúng từ. Chỉ cần sai sót một chút trong phát âm là máy sẽ nhận dạng sai, không thông cảm và hiểu giống như giáo viên được. Chính vì thế, học viên phải luyện phát âm lại thông qua phương pháp đọc tắt ghép âm được tích hợp sẵn của Hello Chào và dùng chương trình luyện thi oral phản xạ để tập luyện trước khi tiến hành thi thật. Học viên cũng có thể luyện tập và thi bao nhiêu lần tùy ý cho đến khi đậu các kỳ thi mong muốn. Hãy để tôi hướng dẫn các bạn đôi chút trong quá trình thi oral phản xạ của Hello Chào. Hãy nhìn vào màn hình. Trước khi bắt đầu mỗi câu, chương trình sẽ cho bạn 3 giây để chuẩn bị và đọc hiểu câu tiếng Việt. Sau 3 giây này, bạn có 7 giây để phản xạ câu tiếng Anh. Nếu trong vòng 7 giây mà bạn không nói gì, thì chương trình nhận dạng giọng nói sẽ tự động đóng lại và chuyển sang câu tiếp theo và xem như bạn không hoàn thành câu đó. Chương trình có các kỳ thi chuẩn bị nhằm giúp cho bạn chuẩn bị và dẫn dắt các bạn đến kỳ thi quý để lấy chứng chỉ. Sau mỗi ngày học đều có chương trình luyện và thi nội dung học của ngày. Dù chỉ là 5 câu đơn giản và dễ dàng chinh phục, nhưng nếu bạn có thể vượt qua được kỳ thi ngày thì bạn sẽ chinh phục được các kỳ thi tuần. Và khi các kỳ thi tuần không còn làm khó bạn nữa, thì bạn hoàn toàn có khả năng chinh phục các kỳ thi tháng. Và khi các kỳ thi tháng không còn là chướng ngại, thì bạn sẽ có khả năng vượt qua các kỳ thi quý và nhận được chứng chỉ dễ dàng. Trong lúc phản xạ câu tiếng Anh, nhớ chú ý phát âm đúng từng từ. Phát âm đúng nghĩa là đúng âm đầu, âm giữa và âm cuối. Đừng cố gắng chủ động nối âm giữa các từ lại với nhau, vì việc nối âm hay luyến âm là việc tự nhiên xảy ra các bạn. Khi các bạn phát đúng âm của từ thì việc nối âm sẽ tự nhiên xảy ra, chứ không phải chủ động tập nối mà tạo ra các âm thô cứng không hề tự nhiên. Các bạn hãy thử làm theo tôi nha.
Chúng ta có câu I was in a hurry, so I couldn't text you. Và khi tôi đọc câu này theo kiểu chậm rãi và đúng từng âm của từ, không cố ý nối âm mà để việc nối âm diễn ra tự nhiên, thì xem máy có nhận dạng chính xác không nha. I was in a hurry, so I couldn't text you. Các bạn thấy không? Chỉ cần phát đúng âm của từ, không cố ý luyến âm và phản xạ đúng các từ trong câu thì chúng ta sẽ có kết quả đúng. Và bây giờ chúng ta hãy thử đọc luyến âm hay thiếu từ hay đọc sai từ thử xem sao nha. I was in a hurry, so I couldn't text you. I was in a hurry, so I couldn't text you. I was in a hurry, so I couldn't text you. Các bạn thấy không? Khi đọc luyến âm thì đôi khi máy không thể nhận ra được vì tưởng nhầm sang từ khác. Và khi phát âm sai cũng thế, máy sẽ không thể nhận ra từ đúng được. Lúc này chúng ta phải nghiêm túc học lại phát âm và học lại câu để phản xạ cho nhanh, cho tốt, chứ đừng bực tức và yêu cầu chương trình hạ chuẩn nha. Bây giờ chúng ta hãy thử phản xạ nhiều câu hơn nữa xem sao. My friend came and I had to take her out for dinner. I tried to call you, but I got a busy signal. I was in a hurry, so I couldn't text you. Do you know why I didn't show up last night? I intended to call you back, but it just slipped my mind afterwards. Thế đấy các bạn, phát đúng âm, nói đúng từ, đúng câu và phản xạ được trong vòng dưới 7 giây là các bạn sẽ thành công. Để có thể nói được, các bạn phải nhớ một số lượng lớn câu từ. Nếu chỉ nhớ vài câu, vài từ thì không có cách gì bạn có thể giao tiếp được. Lúc đó người ta lại tìm cách đổ lỗi cho mọi thứ. Nào là không được đi thực tập nè, nào là không có môi trường nè, nào là không có bạn bè nước ngoài, vân vân. Nhưng thử nghĩ một chút xem, không nhớ gì trong đầu thì lúc nói bạn sẽ nghĩ ra được gì? Hay là lúc người bản xứ nói mà bạn không nhớ ra được câu từ người ta nói có nghĩa là gì thì bạn sẽ nghe được gì? Vậy thì hãy học cho kỹ, luyện tập bằng cách lặp đi lặp lại để khả năng nhớ đạt cấp độ phản xạ trong vòng vài giây thì nghe mới hiểu ngay và muốn nói thì nhớ ngay. Và đó cũng là toàn bộ nội dung và ý nghĩa của các kỳ thi oral phản xạ của Hello Chào. Hãy nhớ, đó là một mục tiêu cần đạt trong việc học ngôn ngữ, chứ không phải thi để được công nhận hay để lấy những tờ giấy vô tri. Khi bạn giỏi, xã hội sẽ công nhận bạn, chứ không phải thông qua những kỳ thi và các tấm bằng. Chúc các bạn thành công!